Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành địa phương, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào, dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và dự án đường dây 500 kV Lào Cai, Vĩnh Yên theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chỉ rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của 3 dự án lưới điện nêu trên trong việc góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia EVNNPT và các bộ ngành địa phương liên quan trong việc khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án điện đi qua tập trung nguồn lực, chủ động triển khai các công việc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ của dự án, yêu cầu EVN và EVNNPT khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết hàng tuần để triển khai thực hiện các dự án, đề nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng sẽ tổ chức họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các dự án năng lượng nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, thúc đẩy tiến độ các dự án.